Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Quý Mùi, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Vĩnh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cao Trần. Về ngũ hành niên mệnh dương liệu mộc ngày Quý Mùi, tức chi khắc can, kẻ là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm dương liệu mộc kỷ tuổi đinh sửu tân sửu ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi tân mùi kỷ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày mùi lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi thành mộc cục, xung với sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi ất sửu, tân sửu, đinh hợi, đinh tỵ. Tuổi xung trong tháng, tuổi giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao u vi tinh tốt mọi việc, sao đại hồng sa tốt mọi việc, sao sát cống đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát, sao thiên ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao địa phá kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ, sao hoang vu xấu mọi việc, sao băng tiêu ngọa hãm xấu mọi việc, sao hà khôi xấu mọi việc, nhất là khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa, sao chu tức hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương, sao nguyệt hình xấu mọi việc, sao ngũ hư kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng, sao tứ thời cô quả kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Tý trở nên nóng nảy và cáu kỉnh cho dù bạn làm bất cứ công việc gì ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tý, bạn đang có xu hướng từ chối tiếp thu ý kiến của người khác vì cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu rõ nhiệm vụ được giao nữa rồi. Và trong ngày thứ ba này, với bạn tuổi Tý, thái độ làm việc của bạn có phần chủ quan, điều này sẽ tạo cơ hội cho những kẻ tiểu nhân tiếp cận và tìm cách lợi dụng bạn nữa. Đặc biệt là nếu như bạn đang nắm giữ ở các vị trí lãnh đạo thì bạn mạnh cần phải thật cẩn trọng mỗi khi đưa ra quyết định. Đừng có để cho đến khi rơi vào bẫy của những kẻ xấu rồi mới cảm thấy hối tiếc thì đã quá muộn màng mất rồi nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này cũng cho thấy với bạn đang có điềm báo, đang tồn tại những bất đồng quan điểm trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia. Và bạn tuổi Tý đừng có tiếp tục đẩy những mâu thuẫn lên quá cao nữa. Bạn cần phải hạ cái tôi của mình xuống để có thể nhanh chóng tìm cách để cải thiện về tình hình hiện tại trong chuyện tình cảm nữa nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, thường xuyên nóng nảy, cáu kỉnh, không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tự cho rằng mình là người đúng đắn nhất. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, dễ đắc tội với những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, không nên chủ quan, lơ là trong công việc của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy dành thời gian cho nửa kia của mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 75, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ tác động tiêu cực lên vận trình sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay, làm cho bạn khó có thể phát triển được theo chiều hướng tích cực. Cho dù bạn có bắt tay vào những công việc quen thuộc đi chăng nữa, thì với bạn cũng sẽ dễ gặp phải những trở ngại, rắc rối bất ngờ xảy ra nữa nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu á, để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra, bạn cần phải tránh có những hành động nông nổi hoặc là chủ quan. Nếu như bạn đã mắc phải những lỗi sai, bạn sẽ gây thêm nhiều phiền phức và phải tốn nhiều thời gian để khắc phục của chính bản thân mình, thậm chí là của cả mọi người xung quanh nữa. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày này với bạn tuổi Sửu, nếu như gia đình nào có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, dễ cảm thấy căng thẳng, áp lực khi phải đối diện với công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, chớ nên chủ quan ngay cả trong những công việc quen thuộc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, cần phải cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần phải bình tĩnh khi trao đổi với các vấn đề xảy ra. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, sớm nhận ra những khuyết điểm của bản thân để tìm cách khắc phục. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 36, số 75, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần trải qua một ngày có tình hình về tài chính khá là ổn định. Với bạn tuổi Dần, bạn là người làm việc chăm chỉ, cho nên bạn dễ dàng nhận được thêm các khoản tiền thưởng hoặc là tiền phụ cấp, và khoản tiền này đóng góp một khoản kha khá giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho bạn nữa rồi nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, bản mệnh cũng nên biết cách chi tiêu một cách có kế hoạch hơn, nhân khoảng thời gian hiện tại để giảm bớt những việc mua bán những thứ đồ không cần thiết. Nếu như thực hiện được việc này về lâu dài, chẳng mấy chốc với bạn sẽ dành dụm được một khoản tiền kha khá cho mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia lại không được như ý muốn. Cho dù công việc của bạn có vất vả đến mấy đi chăng nữa, với bạn tuổi Dần, bạn cũng không nên lạnh nhạt, thờ ơ với đối phương, mà bạn nên chia sẻ với người ấy nhiều hơn. Như vậy thì mối quan hệ đôi bên mới được gắn bó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tình hình kinh tế được ổn định, không lo chuyện chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, nhận được khoản tiền thưởng, tiền phụ cấp xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nên thực hiện những kế hoạch tiết kiệm phù hợp. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, đừng có dễ dàng hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nên quan tâm và dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 68, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày công việc của bạn tiến triển tương đối là thuận lợi nhờ có được sự phù trợ của ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi trợ mệnh. Và ngày này với bạn tuổi Mão, nếu như bạn muốn lập ra những kế hoạch phát triển phù hợp cho khoảng thời gian sắp tới của mình thì bạn nên đánh giá tình hình thực tế và năng lực của bản thân mình một cách thật chính xác, chớ nên chủ quan hoặc là lơ là nhé. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, nếu như bạn đang còn trẻ tuổi thì chớ nên vội vàng tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc là những sự lựa chọn khó khăn, bạn nên trao đổi thêm với những người có nhiều kinh nghiệm hơn mình, bởi họ sẽ có cái nhìn toàn diện và khá là chính xác, giúp cho bạn có được những hướng đi đúng đắn hơn nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão á, ngày này là ngày mùng 2 tháng 9 năm Nhâm Dần. Ngày này theo nhị thập bát tú là ngày tốt của sao Vĩ, ngũ hành hỏa, động vật là hổ, vị hỏa hổ sầm bành tốt, theo khẩu mình hôm nay cũng là ngày tốt, cho nên có thể thực hiện những công việc như là mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ việc như là khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao, đào giếng, khai mương rạch, các vụ việc làm thủy lợi, khai trương, dọn cỏ, phá đất. Vì thế, với bạn tuổi Mão, có thể sắp xếp những công việc để thực hiện những công việc trọng đại, bản mệnh có thể thực hiện trong ngày hôm nay, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi cho mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đánh giá khả năng của mình một cách chính xác hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, có thể bắt tay vào những công việc quan trọng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tin tưởng hơn vào mọi người. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 86, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được những cơ hội để khẳng định vị thế của mình. Với bạn tuổi Thìn, bạn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, cho dù công việc ấy có khiến cho người ngoài cảm thấy hóc búa, thậm chí là thoái thác, không muốn nhận trách nhiệm đi chăng nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, bạn đừng có vội hài lòng với thực tại mà cần phải tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn. Với bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa dựa vào chính tài năng của mình. Vì vậy, bạn đừng có dậm chân tại chỗ để cho người khác có cơ hội để vượt qua mình nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cũng cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với những người khác giới đang khá là tốt đẹp. Và nếu như bạn đang còn độc thân, với bạn nên mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh, cho người khác cơ hội được hiểu hơn về bản thân mình nữa bạn tuổi Thìn nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội khẳng định vị thế của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc khiến mọi người cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ về tài năng của bạn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy nên cho mọi người cơ hội tiếp cận để hiểu về bản thân mình nhiều hơn.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 88, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang phát triển khá là tốt đẹp. Hai người đang ngày một thấu hiểu nhau và bao dung cho nhau hơn. Dù bận rộn đến mấy, hai người cũng luôn cố gắng dành nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự và giúp đỡ nửa kia của mình trong mọi công việc nữa. Trong ngày thứ ba này, đối với những người đang còn độc thân, cũng có thể sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, để ý từ những người khác phái. Với bạn tuổi Tỵ, bạn đừng có tiếp tục sống mãi trong thế giới riêng của mình nữa, mà hãy cho người ấy cơ hội để tiến gần hơn, hiểu rõ hơn về bản thân mình nữa. Cùng với đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có chính quan phù trợ. Điều này cũng cho thấy với bạn mệnh có thể sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ trong công việc của mình ngày hôm nay, cho dù bạn đang làm việc ở một môi trường hoặc là hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa. Với bạn tuổi Tỵ, bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, cơ hội thăng tiến với bạn không còn xa nữa. Về cầu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp và có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, nhận được sự quan tâm, để ý từ những người khác phái. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, không nên nhốt mình trong thế giới riêng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, có được cơ hội phát triển nằm trong tầm tay của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 37, số 86, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Mùi nhị hợp nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày gặp nhiều điều kiện thuận lợi, và ngày này thích hợp để cho bạn tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch về đầu tư hay là mở rộng về quy mô kinh doanh. Với bạn sẽ nhanh chóng tìm được những đối tác và mỗi đầu tư phù hợp nhờ vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình một cách chuẩn xác của bản thân mình. Trong ngày thứ ba này, đối với những người làm công ăn lương, với bạn càng quen biết lâu sẽ càng được mọi người yêu mến, và bạn tuổi Ngọ, bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình, bởi bạn có thể sẽ gặp gỡ được quý nhân và quý nhân sẽ giúp cho bạn, giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội đáng quý trong tương lai nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy trong gia đình với bạn tuổi Ngọ thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Bạn muốn mối quan hệ giữa đôi bên thật gần gũi và thân thiết, nhưng cũng là người bạn chứ không chỉ là một bậc cha mẹ biết yêu cầu và chỉ huy ra lệnh cho con cái nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tìm được những mối đầu tư hứa hẹn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, khả năng đánh giá tình hình một cách chuẩn xác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ xã giao phát triển được hài hòa. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, thường xuyên trò chuyện với bố hoặc là con cái. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, gặp nhiều may mắn khi làm ăn. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 98, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Mùi, thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mùi trải qua một ngày luôn nghiêm túc và chăm chỉ làm việc, dần dần chứng tỏ được giá trị của bản thân mình. Với bạn tuổi Mùi, bạn không ngừng cố gắng cho nên nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của đa số mọi người. Với bạn có được cơ hội thăng tiến không xa trong tương lai của mình nữa. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, bạn mệnh là người tài giỏi, song lại thường hay sống trong thế giới riêng, không muốn chủ động tiếp xúc với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bạn cũng biết các mối quan hệ càng ngày càng trở nên cần thiết, đặc biệt là trong thời buổi hiện tại. Vì vậy, bạn cần phải cố gắng cởi mở lòng mình hơn nữa bạn tuổi Mùi nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng, ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa, thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và có được sự thành công, gặp được quý nhân, công việc được thuận lợi hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, có chí tiến thủ, không sợ khó khăn, thử thách. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, dần dần khẳng định được vị thế của bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, nên cởi mở hơn để xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, hãy học cách dung hòa với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, cần phải cố gắng hết mình vì mục tiêu đã đề ra. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 60, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân, thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày trở nên rất vượng vận về đào hoa khi bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng như ngày hôm nay. Với bạn tuổi Thân, có thể sẽ dễ dàng chinh phục được những người đối diện nhờ vào sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước của mình. Và nếu như bạn đang còn độc thân, với bạn sẽ có được cơ hội tìm ra được người ưng ý cho mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, nếu như bạn là người đã lập gia đình rồi, thì bạn lại cần phải giữ khoảng cách với những người khác phái. Đừng có vì một chút ham vui mà tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm vợ chồng. Bạn cần phải trân trọng những gì mà mình đang có, đừng có khiến cho những người thân yêu phải bị tổn thương vì mình nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kiếp tài gây rối. Điều này có thể sẽ khiến cho bạn phải vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc là đồng nghiệp ở nơi làm việc. Có thể những mối quan hệ mà bạn xây dựng quá mức phức tạp và đây là thời điểm thích hợp để cho bạn nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu để biết mà phòng tránh nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, thu hút ánh mắt của những người khác phái. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, không nên buông thả theo cảm xúc nhất thời. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nhận biết được ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, dễ vướng vào chuyện tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 62, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim giáng họa. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Dậu trải qua một ngày có sự khởi đầu không được mấy thuận lợi trong công việc. Với bạn tuổi Dậu, bạn là người dũng cảm và có chí tín thủ. Tuy nhiên, bạn lại dễ rơi vào tình cảnh bị cô lập
vì thường xuyên không chủ động hòa nhập với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh mình. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, nếu như rơi vào tình huống có sự tranh chấp, mâu thuẫn thì bạn cần phải hết sức bình tĩnh, không nên nóng nảy, hành động thiếu suy nghĩ, bởi càng nóng nảy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng rơi vào cảnh bế tắc. Đôi bên hãy thảo luận với nhau một cách có thiện chí thì có hiệu quả hơn là dùng những lời lẽ để công kích nhau nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang rất là tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Hai người có thể cùng nhau vượt qua và chinh phục được nhiều thử thách mà cuộc sống đặt ra nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh kim có chí tín thủ, sẵn sàng làm việc khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, khó hòa nhập với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, không nên nóng nảy, hành động thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, học hỏi thêm những điều hay từ người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 85, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho bạn trải qua một ngày không được may mắn cho lắm. Khi với bạn tuổi Tuất đang để cho những lời nói thiếu suy nghĩ của mình gây tổn thương cho người khác, và tốt nhất là với bạn tuổi Tuất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói để tránh va chạm không đáng có gây tổn hại tới những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Chính những cảm xúc tiêu cực ấy lại càng khiến cho mọi việc với bạn trở nên nan giải, khó khăn hơn. Và bạn muốn tìm cách giải quyết vấn đề này, trước tiên bạn cần phải học cách suy nghĩ tích cực lên cái đã. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này cho thấy nhiều khi với bạn đang quá cố chấp với những suy nghĩ của chính mình, điều này cũng sẽ khiến cho những công việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Với bạn tuổi Tuất, hãy tâm sự và tiếp thu ý kiến của những người xung quanh để có thể mở rộng về tư duy và có được cách đánh giá, cái nhìn mới mẻ về mọi việc sẽ giúp cho công việc của bạn sẽ giải quyết một cách dễ dàng hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa dễ gây tổn thương cho người khác vì không để ý tới cách diễn đạt của bản thân. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ nên tự tin hơn vào khả năng của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc quá cố chấp với suy nghĩ của bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim đừng có phức tạp hóa vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy không nên quá lo lắng khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 77, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với các thành viên trong gia đình lại không được mấy êm ấm. Với bạn tuổi Hợi, bạn đang cảm thấy lạc lõng, cô độc khi luôn phải nhận lại sự phản đối của các thành viên trong gia đình trong mọi quyết định, cho dù đó là công việc lớn hay là công việc nhỏ của bạn ngày hôm nay.
Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, trước mắt với bạn hãy dành thời gian để kiểm tra lại bản thân mình, chớ có vội oán trách mọi người, hãy tự đánh giá xem mình có sự thiếu sót ở đâu không, kế hoạch và phương án mà mình đã đặt ra có chỗ nào không hợp lý hay là không, vì sao mà mình lại không nhận được sự đồng tình ủng hộ của mọi người trong gia đình nhé. Trên phương diện sự nghiệp, với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thương quan giáng họa, điều này cũng làm cho bạn đang có điềm báo. Với bạn nên chớ làm việc thiếu cảm hứng, không có kế hoạch cụ thể, bởi điều này sẽ khiến cho bạn không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, dễ mất lòng lãnh đạo, khiến cho sự nghiệp của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, không nên thất vọng với thực tại trước mắt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lạnh nên trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nhận được thành tích nếu như bạn tham gia thi cử, ứng cử, xin việc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, hãy tự tin vào khả năng, năng lực của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 73, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.